Man City giữ vững ngôi đầu sau màn rượt đuổi tỷ số với Liverpool. Thầy trò Jurgen Klopp chỉ có trận hòa 2 đều trước Man City ở vòng 32 Premier League đêm ngày 10 tháng 4 giờ Hà Nội. Man City và Liverpool, hai câu lạc bộ mạnh nhất nước Anh, cống hiến cho người hâm mộ 90 phút mãn nhãn với hàng loạt pha bóng đáng chú ý. Thầy trò Pep Guardiola tấn công nhiều hơn và có hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng Jurgen Klopp cùng các học trò đã tận dụng tối đa sự thiếu tập trung của hàng thủ của đối phương để gỡ hòa. Ngôi đầu Premier League vẫn chưa đổi chủ sau 32 vòng đấu. Liverpool không thể lấy quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch mùa này từ tay Man City. Họ buộc phải thắng mọi trận còn lại, đồng thời hy vọng đối thủ sẩy chân mới có cơ hội đăng quang. West Ham khó vào top 4 Premier League mùa này. Sau thất bại 0-2 trước Brentford tối ngày 10 tháng 4 giờ Hà Nội, thầy trò Ruben David Moyes càng chật vật trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Daniel Rice và các đồng đội đã thể bộ mặt thất vọng trước Brentford, do đó xứng đáng nhận thất bại. Lúc này West Ham có 51 điểm sau 32 trận, đội bóng thành London kém Tottenham 6 điểm và chơi nhiều hơn một trận. West Ham không thể tận dụng cơ hội để bứt khỏi MU trong cuộc đua giữ cúp châu mùa 2022-2023. Thầy trò Ruben David Moyes đang có điểm số tương đương MU và chơi nhiều hơn một trận, do đó có thể mất suất dự Conference Cup. Brentford đã giành 3 điểm mang tính bước ngoặt cho mục tiêu chủ hạng. Lúc này Brentford có 36 điểm sau 32 trận, qua đó rộng cửa ở lại Premier League mùa sau. Theo tính toán trung bình tại Premier League, một câu lạc bộ giành 40 điểm sẽ chắc chắn trụ hạng. Brentford đang hơn nhóm cầm đèn đỏ 12 điểm. Barca thắng ở phút bù giờ trong ngày chịu 3 quả phạt đền. Ở vòng 31 La Liga rạng sáng ngày 1 tháng 4 giờ Hà Nội, bàn thắng của Luke De Jong vào phút thứ 90+2 đã giúp Barca đánh bại Levante với tỷ số 3-2 để kỳ tính. Với chiến thắng này, Barca có 60 điểm sau 30 trận, kém đội đầu bảng Real Madrid 12 điểm, nhưng chơi ít hơn một trận. Thầy trò Xavi đang có phong độ khá tốt với chuỗi 15 trận bất bại ở La Liga. Thầy trò Mourinho lội ngược dòng ở phút thứ 85, Roma chật vật đánh bại Salernitana 2-1 trên sân nhà ở vòng 31 Serie A đêm ngày 10 tháng 4 giờ Hà Nội. Salernitana gần như cầm chắc suất xuống hạng, nhưng Frank Ribery cùng các đồng đội vẫn thi đấu đầy quả cảm. AS Roma gặp khó trong hàng thủ số đông của đối thủ, thậm chí còn để thủng lưới trước sau cú sút xa đẹp mắt của Ivan Romanovic ở phút thứ 23. Thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho tấn công bế tắc và phải chờ đến hai khoảnh khắc tỏa sáng trong 10 phút cuối trận của các Les Perez và Chris Smalling mới có thể lộn dòng. Chiến thắng nhọc nhằn trên sân giúp Roma thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ tư, Juventus xuống còn 5 điểm. Nemanja Vidić kêu gọi MU loại Harry Maguire. Phong độ sa sút thảm bại của Harry Maguire đang trở thành chủ đề nóng mỗi khi ai đó nói về thành tích của United mùa này. Ở trận thua 0-1 trên sân của Everton tối qua, Harry Maguire một lần nữa bị cổ động viên quỷ đỏ réo tên. Họ cho rằng Maguire hoặc Lindelof đáng lẽ phải lan xả để ngăn chặn cú sút ở trung lộ của Anthony Rondon. Sau tình huống thủng lưới, Bruno Fernandes đã nổi cáo với đồng đội để Rondon thoải mái vung chân dứt điểm. Hầu hết đồng quan điểm rằng Harry Maguire là một trong nguyên nhân chính khiến MU gặp khó ở cuộc đua top 4. Cựu đội trưởng Nemanja Vidić cũng rất quan tâm tới tình hình khó khăn của MU. Theo Vidić, huấn luyện viên Ralf Rangnick cần mạnh tay loại Harry Maguire khỏi đội hình chính, đồng thời chỉ trao cơ hội ở những trận đấu nhỏ để trung vệ người Anh dần lấy lại sự tự tin và phong độ. Chia sẻ trên The Athletic, Vidić nói: "Mọi cầu thủ đều gặp vấn đề về phong độ ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của mình. Rõ ràng Harry Maguire không có phong độ tốt ở mùa giải này. Tôi nghĩ không nên để Maguire chơi mọi trận đấu nếu muốn giúp cậu ấy tìm lại phong độ và sự tự tin. Huấn luyện viên có thể để Maguire chơi những trận đấu dễ, không phải ở Premier League, và loại cậu ấy khỏi những trận đấu khó, bởi vì bạn biết rằng rất khó khăn để chơi tốt khi cầu thủ đang chịu quá nhiều áp lực. Mọi người chỉ đang nhìn và chờ đợi Maguire mắc sai lầm." Bên cạnh đó, Vidić cũng gửi lời khuyên đến Maguire: "Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu một cầu thủ nói với huấn luyện viên rằng tôi đang cảm thấy không thoải mái thi đấu, hoặc cậu ấy có thể nói rằng hãy cho tôi nghỉ ngơi một vài tuần để tôi tập luyện và tập trung trở lại rồi thi đấu tiếp. Khi còn ở MU, tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự Maguire. Khi đó, tôi cần một nơi yên tĩnh để lấy lại tâm lý vững vàng và trưởng thành hơn." Ronaldo bị cảnh sát Merseyside điều tra. Tiền đạo thuộc biên chế United gặp rắc rối vì giây phút thiếu kiểm soát sau trận thua 0-1 trước Everton ở vòng 32 Premier League. "Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến cầu thủ sau trận đấu giữa Everton và United để sớm làm việc với các bên liên quan", cảnh sát Merseyside thông báo. Cristiano Ronaldo chính là nhân vật đang bị điều tra. Anh có hành động đập vỡ điện thoại của một cổ động viên sau khi tiến vào đường hầm sân Goodison Park.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Liverpool Echo, mẹ của Jake, bà Sarah đã cáo buộc Ronaldo đã hành hung con mình. Jake vốn mắc chứng tự kỷ và khó thở. Con trai tôi cầm điện thoại để quay các cầu thủ mai tức. Khi thấy Ronaldo kéo tất xuống và bị chảy máu ở chân, Jake đã hạ điện thoại xuống để xem vết thương ở chân anh ta và không nói câu nào. Ronaldo đi qua với vẻ cáu gắt, anh ta đập điện thoại của con trai tôi xuống đất và tiếp tục bước đi. Các bạn có thể thấy vết bầm tím trên tay Jake. Tôi đã khóc và bị sốc. Con trai tôi không hiểu điều gì xảy ra. Đây là lần đầu tiên nó được đến sân xem bóng đá, người phụ nữ này nói thêm. Trên trang cá nhân, Ronaldo đã gửi lời xin lỗi và mong muốn được chuộc lỗi bằng cách mời Jake đến sân Old Trafford sau một trận đấu. Thật khó để kiểm soát cảm xúc trong những thời khắc khó khăn, tuy nhiên chúng ta vẫn cần kiên nhẫn và làm gương cho những bạn nhỏ yêu thể thao. Tôi xin lỗi về hành động bộc phát. Nếu có thể, tôi muốn mời cổ động viên đó đến Old Trafford để xem trận đấu như biểu hiện của tinh thần thể thao cao thượng. Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân, trận thua 0-1 trước Everton khiến cơ hội vào top 4 của MU ngày càng thu hẹp. Hiện tại Quỷ Đỏ bị Tottenham bỏ xa 6 điểm. Số phận Greenwood sẽ sáng tỏ. Số phận của tiền đạo MU Mason Greenwood sẽ sáng tỏ trong vài ngày tới khi văn phòng công tố nước Anh quyết định buộc tội tiền đạo này hay không. Trước đó, Greenwood đã bị bắt tạm giam 3 ngày và bị điều tra sau khi bị bạn gái cũ tố cáo bạo hành mình, hiếp dâm cô vào đầu tháng 2. Trong trường hợp không bị truy tố, Greenwood có thể trở lại sân cỏ và ngược lại. Juventus thanh lý Arjen Rabiot. Theo truyền thông Italia, Juventus sẽ đẩy Arjen Rabiot ra đi trong mùa hè tới nhằm tiết kiệm tiền lương của ngôi sao này. Arjen Rabiot đã chơi 27 trận ở Serie A mùa này, nhưng đóng góp của anh không thuyết phục được ban lãnh đạo Juventus. Newcastle theo sát Jarrod Bowen. Theo 90min, Newcastle đang theo sát Jarrod Bowen của West Ham. Cho dù sở hữu tiềm lực tài chính khủng, nhưng Newcastle hiểu rõ họ chỉ có thể chiêu mộ các ngôi sao mới nổi hoặc giàu tiềm năng như Bowen. MU và Arsenal săn đón Tielemans. Theo CBS Sport, MU và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của Youri Tielemans, người chỉ có 1 năm hợp đồng với Leicester City. Trong vụ này, Leicester đã sẵn sàng bán Tielemans với giá vào khoảng 25 triệu bảng nếu tiền vệ người Bỉ quyết định ra đi. Inter giữ chân Ivan Perisic. Tương lai của Ivan Perisic tại Inter Milan đã đảo chiều hoàn toàn sau màn trình diễn chói sáng ở mùa giải này. Ngôi sao 33 tuổi người Croatia từng bị Inter đẩy đi trước đó, nhưng chuẩn bị được gia hạn hợp đồng. Chelsea từ chối cho Gallagher ra sân. Chelsea đã từ chối đề nghị đặc biệt từ Crystal Palace về việc Gallagher ra sân trong trận bán kết FA Cup vào tuần tới. Theo luật của FA Cup, Gallagher sẽ không được đối đầu với Chelsea trừ khi câu lạc bộ này đồng ý. Huấn luyện viên Palace Patrick Vieira tỏ ra rất thất vọng và cho rằng Gallagher là người thua cuộc duy nhất trong việc này. Huấn luyện viên Ancelotti khiến Bale tủi thân. Huấn luyện viên Ancelotti đã khiến Gareth Bale thêm tủi thân khi cho rằng người hâm mộ Real Madrid huýt sáo tiền đạo này là việc dễ hiểu. Bên cạnh đó, Ancelotti nhấn mạnh các cổ động viên luôn đóng vai trò quan trọng trong các trận đấu của Lốp Bàn Cốt, đặc biệt ở Champions League. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.